Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ ba ngày 10 tháng 10 năm 2023. Mình phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, chốt phiên giao dịch hôm nay thứ ba ngày 10 tháng 10, giá vàng trong nước điều chỉnh tăng đồng loạt ở các thương hiệu. Theo đó, chốt phiên hôm nay, giá vàng được các cửa hàng kinh doanh điều chỉnh mức giá từ 50 cho đến 200 nghìn đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Trong khi đó, giá vàng thế giới duy trì ở quanh ngưỡng 1.860 đô la Mỹ một ounce khi đồng đô la và lãi suất kho bạc của Mỹ suy yếu. Cụ thể, với mức điều chỉnh này, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng ở chiều mua hiện đang có mức giá 69 triệu 050 nghìn đồng một lượng, chiều bán 69 triệu 770 nghìn đồng một lượng, tăng 150 nghìn đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC cũng đang mua vào với mức tương tự tại khu vực Hà Nội và Đà Nẵng, nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC 700.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại Doji ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang có mức giá như sau. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 68 triệu 850 nghìn đồng một lượng, chiều bán 69 triệu 750 nghìn đồng một lượng, tăng 50.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh có mức giá cao hơn so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 69 triệu đồng một lượng, chiều bán 69 triệu 700.000 đồng một lượng, tăng 100.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji từ 700 cho đến 900.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong phiên ngày hôm nay đều có mức điều chỉnh tăng ở cả hai chiều. Tại Hà Nội đang có mức giá chiều mua 69 triệu đồng một lượng, chiều bán 69 triệu 700 nghìn đồng một lượng, tăng 100 nghìn đồng một lượng chiều mua và 50 nghìn đồng một lượng chiều bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 69 triệu đồng một lượng, còn là chiều bán 69 triệu 700 nghìn đồng một lượng, tăng 100 nghìn đồng một lượng chiều mua, chiều bán điều chỉnh tăng 50 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG 700.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý SJC tăng 200.000 đồng một lượng chiều mua và 150.000 đồng một lượng chiều bán. Ở chiều mua hiện đang đứng tại mức 69 triệu đồng một lượng, chiều bán 69 triệu 750.000 đồng một lượng. Tại My Hồng SJC tăng 150.000 đồng một lượng chiều mua, chiều bán điều chỉnh tăng 50.000 đồng một lượng. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 69 triệu 050.000 đồng một lượng, còn là chiều bán 69 triệu 450.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng Eximbank tăng 200.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang đứng tại mức 69 triệu 100.000 đồng một lượng, chiều bán 69 triệu 600.000 đồng một lượng. Giá vàng nhẫn Boss số 9, vàng nữ trang trong phiên ngày hôm nay đều có mức điều chỉnh tăng khá mạnh ở cả chiều mua và chiều bán, từ 84.000 đồng một lượng đến 200.000 đồng một lượng. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 21 triệu 901.000 đồng một lượng đến 56 triệu 250.000 đồng một lượng. Còn là chiều bán có mức giá niêm yết từ 23 triệu 901.000 đồng một lượng đến 57 triệu 300.000 đồng một lượng. Thưa các bạn, ngay tại thời điểm cuối ngày hôm nay, giá vàng thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 1.857,7 đô la Mỹ một ounce. Trong phiên, vàng thế giới đã giảm khoảng 3,5 đô la với tỷ lệ 0,19%. Mức giao dịch thấp nhất trong phiên 1.855 đô la Mỹ và cao nhất 1.865 đô la Mỹ một ounce. Vàng thế giới hiện nay quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng hiện đang có mức 54 triệu 600 nghìn đồng một lượng. Như vậy, vàng thế giới hiện đang thấp hơn vàng miếng trong nước 15 triệu 100 nghìn đồng một lượng và thấp hơn vàng nhẫn Boss số 9 2 triệu 700 nghìn đồng một lượng. Tiền đề từ Bitcoin hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 27.669 đô la Mỹ một đồng, trong phiên đã tăng 0,26%. Chỉ số đồng đô la Mỹ, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác,
hiện đang đứng tại mức 105,85 điểm, trong phiên đã giảm 0,22%. Bên cạnh đó, lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ đứng tại mức 4,669% một năm, tăng 0,58% trong phiên. Giá dầu thô thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 86,41 đô la Mỹ một thùng, trong phiên đã giảm 0,28%. Thưa các bạn, giá vàng thế giới phiên hôm nay tăng mạnh với giá vàng giao ngay đã vượt qua mốc 1.860 đô la Mỹ một ounce, tăng khoảng 11 đô la Mỹ so với rạng sáng ngày trước đó. Giá vàng trong phiên giao dịch tuần này được thúc đẩy bởi nhu cầu an toàn khi cuộc xung đột giữa Israel và Palestine leo thang, làm sâu sắc thêm tình trạng bất ổn chính trị ở Trung Đông. Nhà phân tích ông Giovanni của ngân hàng UBS cho biết, với việc các nhà đầu tư đang tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn, vàng đã được hưởng lợi ít nhất trong ngắn hạn từ sự gia tăng căng thẳng địa chính trị. Mặc dù vậy, ông Giovanni vẫn nói thêm rằng lãi suất của Mỹ vẫn là lực cản đối với vàng. Theo ông, để vàng tăng một cách vững chắc, thị trường cần phải thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed bắt đầu tỏ ra ôn hòa hơn trong suốt năm 2024. Bên cạnh đó, thị trường vàng cũng đang chịu tác động đến từ các số liệu kinh tế vĩ mô của Mỹ sắp được công bố trong tuần này. Báo cáo lạm phát nóng hơn vào cuối tuần này được dự báo có thể sẽ mở đường cho một đợt tăng lãi suất khác của Mỹ trong năm nay, và điều đó có thể sẽ làm giảm sức hấp dẫn của vàng. Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng đang tập trung vào biên bản cuộc họp tháng 9 của Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ được công bố trong phiên ngày mai thứ Tư. Tuy nhiên, không ít chuyên gia đặt câu hỏi rằng dòng chảy trú ẩn an toàn này sẽ kéo dài trong bao lâu nếu tình hình địa chính trị thay đổi và thị trường đón nhận những số liệu lạm phát nóng hơn dự kiến. Trong một báo cáo mới đây, ông Ole Hansen, chiến lược gia hàng hóa cấp cao tại ngân hàng Saxo Đan Mạch cho rằng: "Tôi không tin rằng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong bối cảnh bất ổn gia tăng." Còn đối với ông Colin Szynski, chiến lược gia trưởng thị trường tại CA Management cho biết, ông đang lạc quan về vàng trong tuần này. Ông giải thích, vàng dường như đang ổn định ở gần mức 1.820 đô la Mỹ một ounce. Đồng bạc xanh và lãi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ có vẻ đã giảm sau đợt tăng mạnh vừa qua. Ông James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex cho rằng, vàng có thể sẽ duy trì mức giá ở thời điểm hiện tại và sẽ không thiết lập mức giá dưới mức 1.800 đô la Mỹ một ounce. Rồi, bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ ba, ngày 10 tháng 10 năm 2023 trên kênh của Minh Phát đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn cùng gia đình buổi tối thật nhiều sức khỏe và tràn ngập niềm vui. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.